Ồ, quá trời cá rô cả nhà ơi. Cá nhà hư trúng rồi cả nhà ơi. Quá. Chào cả nhà nha. Nay mình đi vô rừng câu cá cả nhà ơi. Đi câu thử coi có không, cái cá ụt cũng nhiều quá nè. Chào cả nhà nha. Con máy không ăn rồi cả nhà. Giờ vô con kia con đĩa con bay con kia. Lắm cá luôn. Cá quá cả nhà. Ô, quá trời cá rô cả nhà ơi. Cá nhà hôi trúng rồi cả nhà ơi. Quá tài còn cá rô. Quay thấy mặt không? Đây là cá nhà, cá rô nè. Hả, biết cả nhà ơi. Cái gì đừng giờ cho cái vỏ. Hổn thần ơi con cá rô. Bàn tay luôn cả nhà. Quá đẹp cả nhà ơi. Hết biết cá rô rồi. Chục cá rô rồi cả nhà. Rô luôn cá rô muốn biết nói chuyện luôn. Làm chừng 5 con chỉ là vừa nướng là ngon ghèm đó cả nhà. Này người đang với quả này. Cả nhà nhìn thấy nguyên một ao sen. Dính nữa cả nhà. Trời ơi trời. Mà cái gì nước không? Hết biết rồi. Cú hiếu câu không? Mày có giật không cú hiếu ơi? Đằng này nó làm quá trời cú hiếu ơi. Có bắt lên dưới này có bắt. Hết biết bự luôn ba. Ôi thùi cá nái nữa. Cả nhà thấy chú ngoại mình cá ghê không cả nhà? Ui dồi con cá rô. Nhỏ hơn cá nãy ha. Nhỏ hơn cá nãy chút nữa. Đây câu không dính thử dính con nào mấy người thầu. Quá đắt rồi. Cá đây cả nhà. Đây câu dính con nào mấy đen mông chà bá gì không này cả nhà. Hết có biết. Trời con nào mấy mập lù. U nu. Hai chú. Đổi điểm mới cả nhà ơi. Bên kia câu nãy giờ không ăn dính được hai con rồi. Cá quá trời sao nó nhát lắm. Giờ mình đổi qua đây thử nè.
dính cả nhà ơi, nhỏ. Ồ, trồng cải luôn. Cả nhà thì con đó cả nhà. Cá này không bự bằng bên ao sen á bác. Gì cũng ngon rồi, uống luôn. Ôi trời ơi, dính con cá bự cả nhà ơi. Trời ơi, cá gù hết biết cả nhà ơi. Xem con đó cả nhà. Ôi ở đây câu đã quá, con mạnh mạnh không à. Trời ơi, đã. Nãy nổi đây con cọc. Kìa, đó kìa. Nãy nổi, kìa con cá ngoài nổi cá ký luôn kìa, thấy không? Ôi ôi. Con mắt tàu quậu luôn. Biết sao bắt được nó. Hồi lấy cục cáp mà giật xuống đó cái là chút xíu cá gỗ lại giật không kịp luôn. Dính nữa cả nhà ơi, quá trời ham luôn cả nhà ơi. Đây câu đã quá, đây này cả nhà. Ôi ơi, đâu giơ lên đây. Đây cả nhà ơi. Ôi ôi, đã quá, đã luôn. Quay quay cận cảnh cho lôi phao cho cả nhà coi cái không ạ. Ừ. Cái ăn cả nhà. Mày. Quá đã luôn. Ú, đang thui. Đừng con nữa cả nhà ơi. Nó đang ì cả nhà ơi. Ui ôi, cá đã hết sức luôn. Được chừng chọc con vậy về cặp gấp nướng. Quá trời giật cái giật vô dính cái giật á. Đó. Dính nè. Ôi ôi, rồi dính gì con muốn luôn rồi. Dạ. Cỡ này là mừng được rồi cả nhà ơi. Còn nữa rồi cả nhà ơi. Đã quá. Đấy. Còn đó. Đó 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 đó. Đó, đó. Dính đã cả nhà ơi. Con cá bị dị tật bóng sinh đó ông nội ơi. Bị tật hả? Bị tật. Ui. Cá này không có được dị không? Rồi rồi. Có bệnh lùng xèn mảnh cá quá trời bự ha. Cá lớn lớn hay không rồi cả nhà. Bệnh lùng xèn cá nái không? Cái lùng xèn đó mà cá nái nữa đó. Ôi đẹp quá, đẹp luôn. Xa quá thấy không rõ cả nhà ơi. Cá ăn rồi, cá ăn rồi, cá ăn cá nhà ơi. Buông hay gì? Ê nó còn chậm á. Đó. Đó 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 đó. Lối 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 lối. Đó giật. Ngon quá cả nhà ơi. Còn nữa cả nhà ơi. Đây cái gì không biết. Cá quay rồi cả nhà. Cái gì không biết cái gô là thôi. Giật. Quá đã luôn. Ngon quá cả nhà ơi. Cá mập mập không à? Lôi. Đưa cái thùng giấy qua coi. Phải hổm là mua 50.000 vé luôn. Chết chứ chết rồi kìa. Chiều nay đi cầm câu bữa nó hết luôn. Hay là nãy giờ mình để nắng. Vậy mà bà bán vé với hồi chết chừng 5-6 con. Ai bán mà nói thiệt. Ôi, hết ăn rồi. Ôi, về luôn cả nhà ơi. Cũng trễ rồi. Rồi. Trời. Con máy là mua. Có chi dừng đấy mà. Thành quá của mình rồi cả nhà. Nhiêu đây cả nhà. Cái trâu của này được nhiêu đây à? Nó quá nó dạ không thấy gỗ. Thành quả mình được nhiêu đó cả nhà ơi. Được cho cả nhà coi con cá bự của mình. Cá khủng, cá khủng. Cá khủng cả nhà ơi.
Ôi, đâu vậy? Rồi. Cá nhà ơi, con cá khủng. Để, cá bự chà bá luôn cả nhà ơi, cá trứng không cả nè. Rồi, nhiều đây cũng ngon. Cá không nhiều nhưng mà cá ngon không à, cá bự không à. Rồi mình cũng cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của mình nha. Cả nhà cho mình xin một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở những clip tiếp theo. Bye bye. Chào cả nhà.